Xin chào các bạn. Vài ngày trước, tôi thấy trong số tre khô có vài thanh ngắn và không thể dùng cho việc làm diều lớn được. Tuy nhiên, lấy những thanh này để làm một con diều nho nhỏ thả chơi thì cũng khá thú vị. Tôi sẽ lấy số tre ngắn ra rồi chọn lấy một thanh, cẩn thận vót qua để thanh này chuyển sang dạng hình vuông với bề dày 5mm và chiều dài 50cm là một thanh cái cho diều. Rồi lấy thêm hai thanh khác, tôi cũng sẽ vót cho hai thanh này thành dạng hình vuông với bề dày 4mm và chiều dài 1m. Sau đó, lấy một thanh, tôi sẽ vẽ dấu lại ở ngay giữa chính tâm của thanh này. Rồi từ dấu ở tâm, ta sẽ đo qua hai bên ngoài của thanh 5cm và vót từ dấu vừa có ở một nửa bên hướng ra bên ngoài sao cho thanh này được chuyển sang dạng tròn. Từ điểm vót sẽ trông như vậy, nhỏ tròn dần ra bên ngoài khoảng 1mm. Rồi ở nửa bên còn lại của thanh, ta cũng sẽ vót tương tự giống như thế và lấy thanh tiếp theo vót tương đương kích cỡ với thanh đã làm được trước đó. Tuy nhiên, tôi cũng cần để chiều cong của các thanh được tương đối bằng nhau vì điều này sẽ giúp cho diều dễ dàng bay hơn. Như vậy, ta đã có được hai thanh cánh. Với phần đuôi, tôi sẽ lấy thêm hai thanh sẽ có chiều dài 85cm, rồi cẩn thận vót hai thanh này được tròn thật đều với đường kính khoảng 2mm. Lấy một thanh, tôi sẽ đo từ một đầu ngoài vào trong 8,5cm và tiếp tục đo từ dấu vừa có vào tiếp 66cm. Rồi lấy khoảng ở chính giữa của hai điểm đã vẽ dấu, ta sẽ đặt vào đường cong của một vật dạng tròn và cẩn thận nắn đều ở khoảng này cho thanh được mềm ra, giúp cho việc tạo hình cong sẽ dễ dàng hơn. Giờ tôi sẽ xếp hai dấu có ở trên thanh vào nhau rồi cố định tại đó, đồng thời buộc thêm sợi dây ràng theo như cách mà bạn đang thấy. Để tạo ra một vòng giống như hình giọt nước, rồi lấy thanh thứ hai làm tương tự như vậy và đã có được hai vòng với kích thước tương đương nhau. Tiếp theo, tôi sẽ lấy đoạn dư ra 8,5cm của hai vòng, xếp cho chúng được song song vào với nhau, dùng dây buộc lại trông như thế, rồi xếp vào thanh cái phía bên dưới cánh. Như vậy, ta đã tạm có đủ các thanh cần thiết cho một con diều. Giờ tôi sẽ xếp tạm chúng qua một bên và lấy thanh cái ra. Từ một đầu trên của thanh, ta sẽ áng xuống khoảng 5cm, rồi lấy điểm giữa tâm của một thanh cánh. Tôi xếp nó vào dấu vừa có được ở thanh cái để nó tạo thành một hình chữ thập như thế, và dùng dây chỉ dù buộc lại tại vị trí giao nhau. Xong tôi sẽ điều chỉnh cho khoảng này tạo thành một góc vuông, rồi mới nhỏ keo cố định. Và từ điểm vừa buộc, tôi sẽ đo xuống phía dưới 30cm trên thanh cái, rồi lấy điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai xếp vào dấu vừa có buộc lại ở đây, sao cho khi xong khoảng rộng của hai thanh được đều nhau và thanh sau cũng được cùng chiều thẳng với thanh trên. Bây giờ từ một bên phía ngoài đầu cánh, tôi sẽ khép hai thanh vào nhau dùng dây buộc thật chặt, và qua đầu cánh phía bên ta cũng sẽ khép hai thanh vào buộc tương tự giống như thế. Xoay khung diều lại, tôi sẽ làm dấu ở ngay giữa bụng diều trên thanh cái, dùng một sợi dây tôi buộc vào vị trí giao nhau phía bên ngoài một đầu cánh và đưa dây này về tới dấu ở giữa bụng diều. Ta vòng dây qua thanh rồi kéo mạnh tay cho đầu cánh phía bên ngoài chỉ hơi cong nhẹ hướng lên trên, rồi thắt dây giữ lại và đưa qua đầu cánh ở bên đối diện buộc cho được chiều cong tương tự giống bên đã làm được trước đó. Ở đây nửa cánh khi cong sẽ có chiều dài 45cm. Rồi từ thanh cái tôi đo qua hai bên nửa cánh ở cả thanh trên và thanh dưới thành từng khoảng 9cm ra tới bên ngoài đầu cánh. Và buộc sợi dây vào dấu của thanh cánh trên, ta vòng nó qua dây kéo cánh về tới dấu đối xứng ở thanh cánh dưới, thắt dây cho cố định, rồi buộc giống như thế với tất cả các dấu còn lại, và buộc thêm hai sợi dây trên dưới ở khoảng kéo cánh, tạo ra hai bên nửa cánh có kích cỡ đều bằng nhau, trông rất thú vị như vậy. Tiếp theo sẽ là nối đuôi cho diều, tôi đo từ thanh cánh dưới xuống 8cm trên thanh cái, rồi lấy điểm giữa tâm của đoạn nối hai vòng, xếp vào dấu vừa có, dùng dây buộc lại. Ta sẽ cần điều chỉnh cho khoảng rộng được tương đối với cánh trên và ở mặt này cũng cần được thẳng với các thanh trước rồi mới nhỏ keo cố định. Với đoạn dư ra phía trên của vòng đuôi, ta sẽ đo từ thanh cái qua hai bên thanh cánh dưới 3cm và xếp hai đoạn vào tới dấu vừa tạo được rồi cố định ở đấy. Với những phần dư không cần thiết, tôi cũng nên cắt bỏ chúng đi. Vậy là ta đã làm được một khung diều theo kiểu dáng song vân. Việc còn lại là dùng một miếng vải màu cam cho phần cánh trên và hai mảnh vải màu đỏ cho phần đuôi, rồi may vào trong khung để có được một con diều nho nhỏ trông khá đẹp mắt như thế. Bây giờ nối dây cho diều và gắn vào phía trên đầu một bộ móng đôi và đem đi thôi. Trên đường ra đồng, tôi gặp được một bạn gái. Vì cũng thích thả diều nên tôi đưa bạn ấy cầm diều đi, còn tôi thì đưa dây ra xa. Ngoài đồng, gió đang đưa đẩy các tán lá như muốn hợp tác giúp chúng tôi đưa diều lên.
Bạn thấy đấy, con diều tuy nhỏ nhưng bay cũng khá cân đối. Tôi sẽ đưa dây cho bạn bên cạnh để cô ấy được trải nghiệm cảm giác thả dây và kéo dây diều ra sao. Gió cứ mạnh dần lên khiến cho chiếc mỏng trên diều rền vang, tạo ra một âm thanh rất vui tai, làm cho cô bạn gái cứ mãi mải mê nhìn theo con diều. Còn tôi thì ngắm cả cô ấy và diều đang vui chơi cùng nhau giữa cánh đồng của một ngày trời mát mẻ và yên bình như thế.